Hello, Miu xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Miu sẽ làm clip hướng dẫn các bạn cách tải Utopia về máy của dòng Android nha. Còn iOS thì Miu không rõ lắm. Và kèm theo đó là Miu sẽ chỉ cho các bạn chơi cái bộ đồ mới của cái đảo Natan nè. Thì đây là ba món đồ của bộ đó nha. Nhưng mà trước tiên á, là Miu sẽ dẫn các bạn đi farm chặt cây để kiếm một ít sâu nha. Thì cái con sâu này là một phần trong cái nguyên liệu cần để chế cái bộ đồ mới nha mọi người. Thì để kiếm được cái con sâu đó thì cái cách nhanh nhất mà Miu biết được á đó là tốt nhất là nên đi chặt cây táo nha. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái nhà Miu thì không có cây táo, chỉ có cây rubber thôi, mà chặt rubber thì nó cũng rớt nữa nha mọi người. Nhưng mà cái tỷ lệ của nó thì thấp hơn cây táo nha. Nếu như các bạn chịu khó mà farm cây táo á, là nó sẽ rất rất nhiều. Và đây kèm theo con sâu là nó sẽ có thêm một cái nữa, đó là cái lá nha. Thì hồi nãy là Miu mới vừa chặt được một cái lá. Và đi chặt cây các bạn nhớ thả thỏ ra nha mọi người. Thì với cái thỏ, con thỏ mà Evo 3 lên á, thì nó có tác dụng là nhân ngẫu nhiên nó sẽ rớt thêm cho mình một cái vật phẩm nào đó. Ví dụ như đó, nó rớt thêm một cái cục rubber nha mọi người. Đó là cái tác dụng của con thỏ khi mà đã Evo 3 lên nha. Và con thỏ hiện tại của Miu là Evo 4. Không biết lên 5 với lại 6 thì nó có thêm cái gì hay không. Nhưng mà hiện tại là chưa có đủ đá đó, nên không có Evo lên được nữa. Thì nó sẽ ngẫu nhiên nó nhân cho mình thêm, nó tặng cho mình thêm một cái ví dụ như gỗ hoặc là rubber, hay có khi là con sâu hoặc là cái gì đó. Thì đây là nãy giờ chặt hoài mà không thấy con sâu nào hết vậy ta, kỳ vậy. Toàn là rubber không nha mọi người. Thì chặt rubber nó cũng có rất sâu với lá, nhưng mà cái tỷ lệ nó thấp hơn là cây táo nha. Nên tốt nhất là các bạn muốn đi farm á, tự chế mà không phải đi mua, thì tốt nhất là nên đi ra cái mấy cây đảo mà gần mấy cây đảo mà nó có tên là Satin Rub á các bạn. Thì chỗ đó nó nhiều cây táo, chặt rất là nhanh nha mọi người. Rồi có sâu rồi nè nha mọi người. Thì con sâu là cái con xích vơm nè. Bây giờ Miu sẽ về nhà để Miu hướng dẫn cho các bạn cái cách chế cái quần vải trước nha. Ủa sao nặng dữ vậy? Mới chặt vài cây mà sao nặng dữ vậy? Thì đây, đó, các bạn có sao rồi thì các bạn lại gần ngay cái chỗ cái mấy cái chỗ mà có cái rổ này nè. Thì dùng cái đó để chế nha. Thì nó là cái cây cái cục xích thê. Thì muốn chế được cái cục chỉ này á thì cần phải có cái cuộn, cái cục này không biết kêu bằng cái cục gì nhưng mà nó là xích. Thì để chế được nó thì các bạn lại ngay cái chỗ này bấm vô đó và bỏ con sâu. Ủa trong đây có sâu sẵn rồi, bỏ con sâu vào nha. Rồi sau đó các bạn nhấn thêm cái lá vào, thì lá là nguyên liệu để kéo tơ thành cái cuộn chỉ đó nha. Thì nó sẽ chạy, chờ nó chạy xong là nó sẽ ra được cái cục xích, cái cuộn xích nha mọi người. Kêu là xích đi chứ kêu xích kỳ quá. Thì nó sẽ ra được cái cuộn này, thì cái cuộn này gọi là cuộn tơ nha. Con sâu này là nó sẽ xe ra được cuộn tơ. Và một, ba cái cuộn tơ này là nó sẽ cho mình được một cuộn chỉ nha mọi người. Đây, đó là ba cái cuộn tơ này nó sẽ cho mình được một cuộn chỉ nha. Và bây giờ là chế cứ 200 cuộn chỉ là sẽ được một món nha. Và cái nguyên liệu thứ hai cần thiết là cái cục Natan Blue Ox. Thì cái cục này á là các bạn phải đi qua bên cái đảo mới để lượm. Thì nó xuất hiện ngẫu nhiên trên cái đảo mới y chang như là các bạn đi lượm cỏ rồng vậy á. Thì cái giờ farm của nó thì Miu không rõ, nhưng mà do là nó xuất hiện ngẫu nhiên nên cũng không có vị trí cụ thể nha. Mà đi thì các bạn chịu khó đi lượm đó. Thì nó trông như thế này nha. Đây là tình cờ Miu đi farm mà Miu thấy được nè. Đó, là lượm được cục đó. Hoặc là các bạn ra ngoài chợ các bạn mua với cái giá là 4 đến 5 Bitcoin một cục nha các bạn. Thì giá của nó bây giờ nó giảm rồi, nó cũng rẻ nha, không mắc. Và cái nguyên liệu thứ hai cần thiết á, là cái cục Natan Tirith. Thì cái cục này á là các bạn đi qua bên cái đảo mới để lượm cái bông màu vàng vàng á, là nó sẽ rớt cái cục này nha. Và ngẫu một bông, một cây bông như vậy là nó chỉ rớt một cục thôi nha mọi người.
Ngoài ra là các bạn có thể đánh quái ở bên đó, hiệu quái nó khá là mạnh nên tốt nhất là các bạn chịu khó đi lượm đi. Một ngày lượm dạo thì cũng sẽ đủ thôi. Đó, thì đó là ba nguyên liệu để chế cái bộ đồ của mới này nha. Bây giờ mình sẽ chế trước cái tóc nè, sau đó là cái áo và tiếp theo là cái quần nha. Là đủ một bộ nha mọi người. Thì cái bộ này gọi là bộ Nathan. Bây giờ mình sẽ mặc vô xem nó như thế nào nha các bạn. Trời ơi, sao gì mà đang lùi. Mình sẽ gỡ cái khẩu trang với lại cái kính ra thử nha. Mew đeo khẩu trang hưởng phong trào phòng chống bệnh dịch cúm corona nha mọi người. Thì đây là cái quần mặc vô đó, thì đây là set đồ của nó nha. Mà hình như là cái tóc mặc vô nó bị mù rồi mọi người. Để Mew lấy cái tay cam Mew mở lên và chiếu lại gần cho các bạn xem nha. Gỡ luôn cây rìu ra luôn nè. Thì Mew sẽ kéo nó lại gần để cho các bạn xem nó có cái hiệu ứng gì ở trên bộ đồ này nha. Thì trên đây là cái bộ đồ này nó có một cái hiệu ứng, nó là mấy cái cột xanh xanh này nè. Mấy cột xanh dương là nó phát sáng nha các bạn. Thì đây là cái hiệu ứng đèn, khi mà vào tối là nó có sáng nha. Nhưng mà nó cũng không có đẹp gì mấy, nó bị mù như thế này làm sao mà cầm súng bắn được hay thiệt, dễ sợ luôn á. Cho cái bộ đồ độc thiệt, mù luôn cả hai con mắt, làm sao mà bắn súng được, không hiểu luôn. Thì nói chung là cái bộ này là nhìn là tạm ổn nha mọi người. Thì đây là với nữ thôi, còn với nam thì không biết như thế nào. Tại vì nhân vật nam thì Mew chưa có thấy mặt ra sao. Có cái anh can chủ tripper là có mặt thử rồi, nhưng mà Mew quên chụp hình lại mất tiêu. Nên các bạn nhìn đỡ cái bên của nhân vật nữ nha. Nhân vật nam thì nó cũng na ná vậy thôi, cũng vẫn bị mù hai con mắt chứ không có khác gì đâu. Nhưng mà nó vẫn hiệu ứng như vậy. Và tiếp theo là Mew sẽ chỉ cho các bạn cách tải Game Utopia về cái dòng Android nha. Thì đầu tiên là các bạn vô Google Chrome và bấm tìm kiếm cái ứng dụng là Tap Tap cho mọi người. Bấm là ứng dụng Tap Tap nha. Thì đây là cái ứng dụng cửa hàng ứng dụng của Trung Quốc nha mọi người. Thì nó là của Trung Quốc. Thì các bạn nhấn vào cái link mà download tab gì dropper nè. Thì các bạn nhấn vào cái link đó là nó sẽ vô, nó chỉ cho mình được tới cái trang web như thế này. Thì nó giới thiệu sơ cho mình một vài cái tác dụng của cái ứng dụng đó. Thì ở dưới là nó sẽ hiện cho các bạn một cái là tải về nè. Thì các bạn nhấn vô đó, nhấn vô cái chỗ tải về nha. Thì đây là cái ứng dụng của dòng Android nha mọi người. Còn đối với iOS như thế nào thì mình không rành. Khi tải về xong là nó sẽ hiện lên và mình bấm vào rồi cài đặt nó về máy nha mọi người. Thì cài cũng khá là nhanh thôi nha, không có tốn thời gian nhiều lắm đâu. Bây giờ Mew sẽ cài về. Nhưng mà do là hiện tại cái máy của Mew nó đã cài sẵn cái Game Utopia Origin rồi nên sẽ không cài lại được nữa nha mọi người. Bây giờ Mew sẽ hót ra và vô cái ứng dụng Tap Tap cho các bạn xem nha. Thì các bạn vô cái ứng dụng Tap Tap này, nó chạy hơi cũng hơi bị lâu nhưng mà thấy nó cũng nhanh nha. Thì đây là cái ứng dụng mà gọi là ứng dụng so cửa hàng của Trung Quốc nha mọi người. Thì cái game này là, trời, cái game gì mà thấy ghê quá vậy trời. Thú vật đồ cắn táp nhau thấy ghê quá. Ở dưới nữa là cũng là một số dòng game khác của cái ở bên Trung Quốc nha. Số dòng game khác của Trung Quốc và cũng có một vài người Việt của mình biết với tới cái ứng dụng này thì cũng sẽ có chơi, cũng có tải game về chơi nha. Nhưng mà đa số là những game này đều thuộc về server quốc tế nên các bạn yên tâm, tải Utopia về là không sợ lạc lòi ở bên Trung Quốc đâu nha. Mà nó vẫn có người Việt Nam hoặc là người Mỹ đâu vân vân nha. Ôi, cái game đẹp quá nhở. Không biết game gì mà đồ họa đẹp ghê luôn mọi người ạ. Nhìn khá hấp dẫn. Tính ra là bên Trung Quốc nó sản xuất nhiều cái loại game mà khá là đồ họa rất là đẹp luôn, nhìn đã ghê luôn nha mọi người ơi. Thì đây, bây giờ Mew phải trở về cái chủ đề chính của mình. Cái đã quên nãy giờ quên là Mew sẽ bấm vô cái tìm kiếm nha, rồi bấm cái tên của game là Utopia Origin nha mọi người.
Đó, rồi bấm tìm kiếm là nó sẽ hiện cái game Utopia của mình lên nha. Và đối với những ai mà chưa có tải game này về là nó sẽ hiện cái chỗ download cho mình. Nhưng mà do là Miu đã cài sẵn rồi nên Miu không có download gì được nữa. Thì do là Miu Miu không có xóa game á nên cũng không có tải lại test được cho các bạn xem. Nên các bạn là chịu khó là hãy vào trong đây và tải về nha. Trời, toàn là tiếng Trung Quốc không nè mọi người à. Toàn là tiếng Trung Quốc không à. Nhưng mà không phải là server toàn Trung Quốc nha, nhưng mà nó là server quốc tế, là tất cả các nước nào đều tải về chơi được nha. Mình sẽ không bị lạc lòi đâu nên các bạn yên tâm nha. Thì đối với cái game này thì đây là cái cách tải duy nhất hiện giờ Miu biết được đối với game với đối với dòng Android thôi nha. Còn đối với dòng iOS thì Miu không có rành, tại vì Miu không có xài dòng iOS. Miu né cái dòng iPhone ra rất là ghê luôn, Miu sợ iPhone lắm. Tại vì nó hơi bị loạn não một chút nên Miu không có xài dòng iPhone, Miu chỉ xài dòng Android thôi nha các bạn. Và Miu đã test thử rồi và tải được nha. Nhưng mà chịu khó là khi tải game về nó cập nhật hơi bị lâu một xí nha mọi người. Nên chịu khó chờ nha. Video của Miu đến đây là kết thúc nha. Chúc các bạn tải được game và có những khoảng thời gian vui vẻ nhé. Nhớ like, share và subscribe kênh ủng hộ cho Miu nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye và tạm biệt mọi người nhé.